Ngày 7 tháng 4, Tòa án xét xử tội ác Khmer Đỏ tại Campuchia, gọi tắt là ECCC, được Liên Hợp Quốc bảo trợ, đã công bố các cáo trạng trong giai đoạn xét xử tiếp theo đối với hai thủ lĩnh cấp cao của chế độ Khmer Đỏ, trong đó có cáo buộc sát hại người Việt Nam và người Hồi giáo thiểu số, các cáo buộc về cưỡng hôn và cưỡng hiếp. Việc xét xử hai thủ lĩnh cấp cao nhất vẫn còn sống của Khmer Đỏ là Nuon Chia, 87 tuổi, và Khieu Samphon, 82 tuổi, được chia làm nhiều phiên xét xử nhỏ hơn. Ban đầu tập trung vào cáo buộc cưỡng bức người dân, vào các trại lao động ở nông thôn và những cáo buộc liên quan tới tội ác chống lại loài người. Các bản án dự kiến được đưa ra trong nửa đầu năm nay. Theo Trung tâm Dữ liệu Campuchia, ước tính số người Chăm bị giết dưới thời Khmer Đỏ từ 100.000 đến 400.000 người. Tuy nhiên, không có con số thống kê người Việt Nam bị giết hại trong giai đoạn Khmer Đỏ cầm quyền tại Campuchia.